xin chào tất cả các bạn. Với một chiếc camera giám sát ngoài trời với khả năng là chống nước này, quay đêm màu, báo động âm thanh thì nó sẽ rất là phù hợp với các công xưởng, nhà kho hay là chính ngôi nhà của các bạn. Và ngay hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu camera giám sát đến từ thương hiệu Hapsi với model là Hapsi QC07B. Bây giờ hãy cùng theo dõi video, mình sẽ mở hộp chiếc camera giám sát này ra. Rồi nó sẽ có một quyển sách hướng dẫn các bạn sử dụng app để kết nối wifi với camera. Mình sẽ tạm thời bỏ ra một bên. Ok, với hai chiếc râu anten để các bạn có thể thu sóng wifi. Rồi tiếp theo là thân camera. Với thân camera là một cái hình hộp với một cái mái che ở phía trước như thế này, giúp các bạn có thể chắn được những cái giọt nước đọng lại vào trong mắt camera để giúp cho mắt camera có thể quay được những video tốt nhất. Nó có hai cái đèn LED cũng như là bốn đèn hồng ngoại ở phía trước này, giúp cho các bạn có thể hỗ trợ quay đêm, và một cái cảm biến hồng ngoại ở phía trước này. Ở phía đằng sau lưng thì nó sẽ có một cái sợi dây cấp nguồn này, chỗ này là cấp nguồn này, rồi cổng mạng dây, kết nối mạng dây khi mà các bạn kết nối ở xa cái nguồn phát wifi. Tiếp theo là một cái nút reset cứng. Rồi đây là cái cổng vít để các bạn có thể vít cái chân camera khi mà các bạn treo lên. Rồi hai cái này là hai cái để các bạn gắn râu anten vào. Đây, các bạn gắn râu anten vào để sử dụng khi mà các bạn sử dụng wifi nhé. Ok. Tiếp theo, đối với mặt dưới của chiếc camera này thì nó sẽ gồm có một cái phần mic. Đây, nó sẽ có một cái phần mic và một cái phần loa để thu âm. Và ngoài ra thì chúng ta mở cái nắp này ra thì chúng ta sẽ gắn thẻ nhớ vào bên trong. Và bây giờ thì mình sẽ gắn cái thẻ nhớ vào luôn nhé. Và cái dung lượng tối đa của chiếc camera này hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 64GB. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có một cái sợi dây micro, một sợi dây loa này. Và ở đây là cái khe gắn thẻ nhớ. Đây, ở đây là cái khe gắn thẻ nhớ nha các bạn. Và mình sẽ gắn thẻ nhớ vào cho chiếc camera này. Ok, sau khi bạn chắc lại rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách kết nối wifi từ chiếc camera giám sát Hapsi QC07B với lại smartphone nhé các bạn. Và để kết nối chiếc camera Hapsi QC07B này với smartphone thì chúng ta sẽ sử dụng một cái app với cái tên gọi là Hapsi. Một cái app của hãng camera này luôn nhé. Các bạn nên có thể dễ dàng tải được nó ở trên CH Play hay là App Store đều được nhé. Và nó có thể sử dụng được trên cả cái hệ điều hành Windows ở trên máy tính để các bạn có thể theo dõi ở trên máy tính được. Ngoài ra thì chiếc camera Hapsi QC07B nó cũng hỗ trợ cho các bạn kết nối với lại những cái đầu ghi để kết nối nhiều camera, xem nhiều camera cùng một lúc. Khi các bạn tải app Hapsi về xong rồi thì chúng ta lưu ý một điều là các bạn hãy vào phần cài đặt và cấp toàn bộ quyền cho cái app ứng dụng này nhé. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản mới bằng cách là chúng ta sẽ đăng ký ngay bằng một cái tài khoản mới bằng thư email của các bạn. Giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản mới nhé. Ok, mình sẽ tạo mật khẩu. Rồi, lập và tạo tài khoản mới. Rồi, các bạn sau khi tạo tài khoản mới thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Sau khi ra giao diện này xong thì chúng ta sẽ khởi động chiếc camera giám sát Hapsi QC07B bằng cách là chúng ta sẽ cấp nguồn cho chiếc camera này nhé. Chúng ta sẽ cắm một cái đầu dây nguồn vào. Và khi mà cắm đầu dây nguồn vào, các bạn có thể nhìn thấy là ở mắt hồng ngoại của nó sẽ đỏ lên như thế này. Các bạn chờ một lúc thì chiếc camera này sẽ được cấp nguồn điện và khởi động xong thì nó sẽ thông báo cho các bạn luôn nhé.
mobile phone for Wi-Fi configuration. Đó, sau khi mà nó khởi động xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn kết nối Wi-Fi từ chiếc camera này với lại smartphone của các bạn. Chúng ta sẽ ấn vào phần dấu cộng ở bên trên này để thêm, bằng cách là chúng ta sẽ thêm bằng mã quét mã QR. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần thứ ba từ trên xuống nha. AP Direct Connection Add. Rồi chúng ta ấn vào thì nó sẽ quét mã vạch, và sau đuôi của mỗi chiếc camera giám sát HAPSI nó sẽ có một cái phần mã QR như thế này. Đó, nó sẽ có một cái phần mã QR ở sau lưng và chúng ta sẽ quét cái mã QR này. Rồi sau khi chúng ta kết nối xong thì chúng ta sẽ ấn vào phần Add App Camera và chúng ta sẽ bắt cái Wi-Fi của chiếc camera này. Đó, nó sẽ xuất hiện cái tên Wi-Fi là HAB và cái mã số của camera nhé các bạn. Rồi các bạn ấn vào để kết nối. Đó, sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ thoát trở lại app. Đó, nó sẽ cho các bạn cái giao diện đã kết nối được với chiếc camera này rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ set cái Wi-Fi cho cái camera này để cái camera này nó có thể bắt cái Wi-Fi tại địa điểm nhà các bạn để các bạn có thể xem trực tiếp từ xa được nhé. Rồi chúng ta vào set cái Wi-Fi. Đó, sau khi vào thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái Wi-Fi tại địa điểm các bạn đặt camera. Đấy, mình sẽ chọn cái Wi-Fi này và nhập mật khẩu vào nhé. Xác nhận, ok. Sau đó các bạn đợi cho cái camera nó kết nối với lại Wi-Fi trong một khoảng thời gian. Chạy hết cái khoảng thời gian này là nó có thể kết nối thành công nhé. Please wait for Wi-Fi connecting. Please wait for internet connecting. Ok, sau khi chúng ta đã cài đặt xong thì các bạn có thể vào xem trực tiếp được. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần xem. Rồi, nó sẽ mới bắt đầu vào thì nó sẽ nhắc nhở các bạn đổi cái mật khẩu, vì cái mật khẩu của chiếc camera nó sẽ nằm ở đằng sau lưng, là bát của nó là 123 ở ngay sau lưng của chiếc camera luôn, cho nên là các bạn hãy vào thay đổi cái bát mới cho chiếc camera này nhé. Rồi về những tính năng thì chiếc camera giám sát HAPSI QC07B nó có những cái tính năng như là đàm thoại hai chiều. Alo alo, thì mình sẽ mở cái loa điện thoại lớn lên nha. Đó, alo alo. Vì mình để hai cái thiết bị khá là gần nhau nên là khi mình ấn vào đàm thoại hai chiều thì nó sẽ phát ra những cái tiếng kêu nó bị lặp đi lặp lại ha các bạn. Đó là cái tính năng đàm thoại hai chiều. Ngoài ra thì nó có hỗ trợ các bạn quay cái video với độ phân giải là 960 pixel. Ngoài ra các bạn có thể ghi hình lại bằng cách ấn vào nút ghi hình bằng tay ở phía bên trên màn hình như thế này để các bạn có thể ghi hình lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt của nó, các bạn có thể chỉnh sửa được cái tên camera. Thì các bạn có thể đặt tên cho chiếc camera này để các bạn có thể theo dõi. Ví dụ các bạn có nhiều mẫu, nhiều chiếc camera đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Để tiện theo dõi thì chúng ta sẽ đặt tên tùy thuộc vào những vị trí các bạn đặt. Ví dụ như mình đặt nó ở ngoài vườn chẳng hạn. Rồi, lưu. Ok, mình đã đổi tên của nó thành vườn. Rồi đổi mật khẩu máy ảnh, các bạn vào nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu là được. Rồi tiếp theo là lật ảnh. Với lật ảnh là những cái trường hợp mà các bạn quay ngược, các bạn để ngược cái camera ấy, thì các bạn có thể lật ngược cái ảnh lại để cái hình ảnh truyền về từ camera về điện thoại nó thuận theo cái mắt của các bạn nhìn. Tiếp theo là thiết lập cảnh báo. Thiết lập cảnh báo là khi phát hiện một cái vật thể chuyển động ở phía trước camera thì chiếc camera này sẽ thông báo về điện thoại của các bạn. Ngoài ra thì HAPSI QC07B nó còn hỗ trợ cảnh báo, phát cái chuông báo hiệu cảnh báo ngay trực tiếp trên thân camera. Với cái việc phát trực tiếp như thế này thì sẽ làm cho những cái đối tượng khả nghi sẽ có cảm giác bị phát hiện và sẽ hoảng loạn. Ok, chúng ta sẽ bật lên thử hết cho các bạn xem nhé. Sau đó các bạn thoát trở ra và bật cái này lên nhé các bạn. Bật sáng cái này lên thì khi mà có vật thể di chuyển ở phía trước chiếc camera như thế này thì nó sẽ thông báo
trực tiếp ở trên loa của chiếc camera luôn. Cũng như là nó sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn thông báo về điện thoại như thế này. Ok. Rồi tiếp theo là tính năng ghi âm theo thời gian. Với tính năng ghi âm theo thời gian thì vì nó hỗ trợ cho các bạn đàm thoại hai chiều được, cho nên là các bạn có thể thu âm những cái âm thanh trong quá trình các bạn ghi hình lại đều được nhé các bạn. Ok, tiếp theo là về cài đặt mạng. Thì như lúc nãy mình vừa mới hướng dẫn các bạn kết nối wifi từ camera qua smartphone xong thì nó sẽ cần một cái mạng để truyền cái đường truyền hình ảnh trực tiếp khi mà các bạn theo dõi từ xa. Rồi tiếp theo là về thẻ nhớ. Rồi các bạn có thể format cái thẻ nhớ và xem cái dung lượng thẻ nhớ còn nhiều hay là ít. Rồi tiếp theo là chọn thời gian. Đây, chúng ta sẽ chọn theo múi giờ nhé. Và múi giờ của mình là 7. Ok, lưu lại. Nó xuất hiện đúng cái thời gian tại vị trí các bạn cài đặt chiếc camera này. Ok, đó là những cái tính năng cũng như là cách hướng dẫn kết nối chiếc camera giám sát ngoài trời HCQC07B. Và ngoài cách kết nối bằng cách chúng ta quét mã vạch ở đằng sau lưng của chiếc camera giám sát HCQC07B thì chúng ta có thể nhập bằng nhiều cái phương thức khác. Ví dụ như là chúng ta thêm thủ công. Với việc thêm thủ công thì ở phía sau lưng của chiếc camera này nó sẽ có một cái phần mã CID ở phía sau. Các bạn nhập phần mã này vào và bắt buộc vào thì nó cũng có thể đăng nhập được mà không cần phải quét mã QR nha các bạn. Rồi ok, vừa rồi thì mình cũng vừa mới giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách kết nối chiếc camera giám sát HCQC07B. Về chất lượng thu được của chiếc camera này thì nó sẽ quay cho các bạn với cái chất lượng video lên tới là 960 pixel cũng như là hỗ trợ cho các bạn cái hồng ngoại để các bạn quay đêm được. Và hiện tại thì tại Linh Kiện Store cũng có rất là nhiều những cái mẫu camera giám sát thuộc nhiều thương hiệu giống như là Yoshi, Hapsi. Các bạn có thể lựa chọn tùy vào cái mức tài chính mà các bạn cần lắp đặt cho hệ thống camera giám sát cho gia đình của các bạn. Và Linh Kiện Store cũng sẽ hỗ trợ các bạn là lắp đặt camera giám sát tại nhà tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến website linhkienstore.vn hoặc là hotline 0901 814 818. Và video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy nhớ nhấn like cũng như là để lại một subscribe để theo dõi tiếp những video tiếp theo từ Linh Kiện Store nhé.